Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài 118 sách giáo khoa trang 47 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta là tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số. Vậy thì cách làm sẽ là như sau. Các bạn sẽ đi tìm xem là những cái số này nó có ước khác một và chính nó hay không. Có nghĩa là mình có thể tìm xem cái tính chất chia hết của 2 này, dựa vào các tính chất chia hết của 2 này, của 3 này, của 5 và của 9. Đấy, ngoài ra thì bên cạnh đó thì các bạn có thể dựa vào một số các cái tính chất liên quan đến tính chẵn lẻ. Đấy, cụ thể như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng đi vào từng ý một. Với ý nhỏ là 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7. Và bây giờ cô sẽ nhận xét nhé. Các bạn nhìn cho cô số hạng thứ nhất này là 3 nhân 4 nhân 5. 3 nhân 4 nhân 5 thì có 3 là một thừa số, nên là cái tích này sẽ chia cho 3 đúng không ạ? 6 nhân 7 thì có thừa số 6. 6 ở đây cũng chia cho 3, nên là tích này sẽ chia cho 3. Vậy cộng lại thì chúng ta sẽ được tổng của hai số hạng này sẽ chia cho 3. Vậy thì cái tích này sẽ cái tổng này sẽ không phải là một số nguyên tố nữa, bởi vì nó chia cho 3 rồi. 3 là một ước của cái số này, của cái tổng này. Đấy. Vậy nên là chúng ta sẽ trình bày lời giải chi tiết như sau này. Ta có này 3 nhân 4 nhân 5 thì chia hết cho 3. Đấy, vì 3 là một thừa số ở trong cái tích này đúng không ạ? Rồi 6 nhân 7 thì chính là bằng 2 nhân 3 nhân 7 đúng không ạ? Đây, cô tách số 6 ra thành số 2 nhân 3 thì các bạn có thể hình dung dễ hơn. Thì cái tích này đương nhiên cũng chia hết cho 3 rồi. Đấy. Từ đó thì chúng ta kết luận được là 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 sẽ chia cho 3. Vậy là 3 là một ước của cái tổng này rồi. Vậy suy ra 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 sẽ là hợp số. Vì nó có nhiều hơn 2 ước, là thêm một ước ở số 3 đây. Tương tự ý B này. 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ đi 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7. Đấy, thì các bạn nhìn cho cô với thành phần thứ nhất, một tích thứ nhất thì có 7 là một thừa số nên tích này sẽ chia hết cho 7. Tích thứ hai cũng có 7 là thừa số nên tích này cũng chia hết cho 7. Vậy thì hiệu của hai thành phần này sẽ chia hết cho 7 đúng chưa ạ? Ta có này 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 chia hết cho 7. Đấy. 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 cũng chia hết cho 7. Đây, vì 7 là một thừa số ở trong cái tích này. Vậy từ đây chúng ta kết luận được là 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 sẽ chia hết cho 7. Vậy là kết luận 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 sẽ là hợp số đúng không ạ? Đấy, vì chúng ta tìm được thêm một ước nữa, đó là 7 rồi. Với ý C, 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17. 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17. Ồ, ý này thì hơi khác với các ý trên một chút. Là ý này chúng ta không tìm thấy được là hai cái tích này cùng chia cho số nào. Nhưng mà các bạn để ý cho cô, tất cả những số này đều là số lẻ. Mà tích của hai số lẻ, tích của các số lẻ nhân với nhau thì chúng ta sẽ được kết quả là một số lẻ đúng không ạ? Vậy thì ở đây tích này là một số lẻ này, tích này cũng là một số lẻ. Tổng của hai số lẻ thì lại là một số chẵn. Và có một cái nhận xét, đó là số chẵn, số nguyên tố chẵn duy nhất đó là số 2, nên là mọi số chẵn khác số 2 đều là hợp số. Vậy thì ở đây chúng ta có cái tổng này sẽ là hợp số đúng không ạ? Rồi chúng ta đi vào lời giải chi tiết nhé. Là ta có này 3 nhân 5 nhân 7 là tích gồm các số lẻ, nên tích này là số lẻ.
Các số lẻ nhân với nhau thì là một số lẻ đúng không ạ? Tương tự 11 nhân 13 nhân 17 là tích gồm các số lẻ. Nên tích này cũng là số lẻ. Đấy, suy ra tổng của chúng là 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17 sẽ là một số gì? Một số chẵn đúng không ạ? Lẻ cộng lẻ bằng chẵn. Đấy, các bạn có thể lấy ví dụ như là 2 à có 3 cộng với cả 5 thì bằng 8, 8 là một số chẵn chưa ạ? Đấy. Vì nó là một số chẵn lớn hơn 2 nên nó sẽ là một hợp số đúng không ạ? Nên tổng này là hợp số. Chúng ta chỉ có một số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2 thôi. Còn mọi số chẵn khác 2 đều là số là đều là hợp số ạ. Ý D thì cuối cùng này. 16.354 cộng với 67.541. Cô sẽ ghi ra đây. 16.354 cộng với 67.541. Rồi, ý này thì giống ý C. Các bạn để ý này. Ở đây chữ số số hạng thứ nhất có tận cùng là chữ số 4. Hoặc là cô tính tổng luôn cho các bạn nhìn cũng được. Này, cô sẽ tính tổng luôn. 4 cộng 1 là bằng 5 đúng không ạ? 5 cộng 4 là bằng 9 này. 3 cộng 5 là bằng 8 này. 6 cộng 7 13 viết 3 nhớ 1 này. 1 cộng 6 là 7 nhớ 1 là 8 đúng không ạ? Số này có chữ số tận cùng bằng 5. Theo dấu hiệu chia hết cho 5 thì số này sẽ chia hết cho 5. Vậy là nó lại có nhiều hơn hai ước rồi, bởi vì nó có thêm một ước là 5 nữa. Nên suy ra 16.354 cộng với 67.541 sẽ là hợp số đúng không ạ? Đấy. Rồi vậy là chúng ta đã giải xong bài tập 118 rồi. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cho các video giải bài tập sau.